trên sân vận động Xã Hữu Tận bây giờ rất sôi động. Thật sự là sôi động. Thay vì quần đùi, áo số, các chị em phụ nữ người Sán Chỉ, xã Húc Độc, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh mang theo niềm tự hào về văn hóa truyền thống dân tộc mình ra sân, tạo nên những hình ảnh đầy cảm xúc, thương hiệu riêng độc đáo cho chị em người Sán Chỉ nơi đây. Với niềm đam mê, các nữ cầu thủ cống hiến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn bằng những pha lên bóng, tranh chấp bóng kịch tính sôi nổi. Mặc với áo truyền thống đá bóng, thì chị em chắc chắn sẽ không tránh khỏi những tình huống xảy ra bất ngờ đầy thú vị, đôi khi có cả sự hài hước. Tôi tham gia đá bóng được 3 năm rồi. Bước đầu ấy, chúng tôi thấy rất là khó khăn về cái khoản đội đồng này này. Xong là mặc váy này, cảm thấy chạy là không tự tin. Xong là các lúc chạy đấy thì cái cuốn đầu này đấy, tốc lên thì phải là dừng cuộc chơi lại để ra cuốn lại cái đầu. Bắt buộc trọng tài phải cho chúng tôi nghỉ tầm 3 đến 5 phút để ra ngoài sân để cuốn đầu đấy. Xong là tiếp tục cuộc chơi. Trang phục của mình thì mặc váy nhất là khó chạy. Nhưng mà vì cái trang phục của mình, vì cái bản sắc văn hóa của mình ấy, mình cố gắng. Liệu chúng ta có rút ngắn được tỷ số hay không? Dù là cầu thủ không chuyên, nhưng tinh thần thi đấu của chị em thì rất chuyên nghiệp. Đã ra sân là cháy hết mình. Hai đội, mỗi đội có 7 cầu thủ thi đấu trong 2 hiệp. Mỗi hiệp kéo dài 25 phút, thời gian được cho là phù hợp với thể lực của các chị em. Cánh nam giới có thể lực khỏe hơn, kỹ thuật tốt hơn. Nhưng khi được chứng kiến các chị, các em dân tộc Sán Chỉ nơi đây thi đấu sôi nổi thế này, thì có lẽ họ cũng phải nể chị em vài phần. Được dự khán cái trận bóng đá tại xã Húc Động, mà đặc biệt hơn nữa là các nữ cầu thủ là những người dân tộc, nhưng mà thi đấu rất là kiên cường, dũng cảm, cũng không kém các cầu thủ nam. Thực sự đây là một cái ấn tượng rất là tốt đẹp đối với tôi. Giải đấu mang cái tính chất của cái vùng miền, mang đậm cái nét văn hóa bản sắc dân tộc ở Bình Liêu, tôi cảm thấy rất thú vị. Người phụ nữ của xã Húc Động thì theo tôi được tìm hiểu thì người ta rất cần cù chịu khó. Bên cạnh lao động sản xuất thường ngày thì người ta cũng rất miệt mài cho cái hoạt động thể dục thể thao, và đây là cũng là một trong những hoạt động để truyền cảm hứng cho các cái thế hệ mai sau. Đá viên dành cho các cô gái đội tuyển. Đấy, chuyền bóng vào. Từ năm 2016, vì có chung niềm yêu thích với trái bóng tròn, chị em người Sán Chỉ các xã trong huyện Bình Liêu rủ nhau chơi bóng. Từng thôn lập thành đội, câu lạc bộ, rồi cứ thế tinh thần thể thao lan tỏa, thu hút thêm chị em tham gia, dần trở thành món quà tinh thần không thể thiếu của phụ nữ nơi vùng cao biên giới này. Đá biên dành cho các cô gái đội tuyển Đại X. Chuyền bóng vào. Vâng, một pha thành bóng rất quyết liệt bên trong sân. Lần này cũng như là các lần khác trong các giải vừa rồi. Khoảng 5 năm gần đây, bóng đá nữ đã được chính quyền địa phương quan tâm đưa vào ngày hội văn hóa lễ Tết, giống như các môn thể thao truyền thống của dân tộc Sán Chỉ. Đây chính là nguồn cổ vũ tinh thần để những nữ cầu thủ đặc biệt này ngày càng tự tin chia sẻ về mình, cũng như niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc gắn với trái bóng tròn. Điều vừa thú vị vừa đáng nể là đa phần các chị em đội bóng thôn Nà Ếch, xã Húc Động, huyện Bình Liêu có thể chơi bóng linh hoạt ở nhiều vị trí trên sân và am hiểu tương tận về các vị trí đó, cũng như có kiến thức không nhỏ về môn thể thao này. Chúng ta có một giải riêng. Chuyền bóng vào. Chạy về đi, bóng chậm chạy về đi. Không có gì nguy hiểm đối với khung thành của đội tuyển Nà Ếch thì không thiếu trong trận đấu này. Tôi tham gia đội bóng, tôi ở vị trí tiền đạo. Sau tôi cũng có thể ở nhiều vị trí khác nhau. Trong đội bóng của tôi thì cũng thế, các bạn cũng có thể thay đổi vị trí khác nhau. Ngày đầu thì chúng tôi không biết đá bóng là gì, sau đó chúng tôi đi tập vài năm ấy, mới gọi là thành thạo, mới hiểu được luật của đá bóng. Ban đầu mới vào thì tôi đá ở vị trí giữa sân, thì bao quát luôn cả bên, cả hai bên, cả bao quát luôn bên sân. Nhưng mà đến lúc cảm thấy thiếu người, mình có thể lùi về hậu vệ.
hậu vệ, sau này tiền đạo mình cũng có thể lên. Bây giờ tôi cảm thấy thích nhất ở vị trí giữa sân, bao quát luôn cả sân mình luôn. Nhiều lúc cảm thấy mất bóng mình cứ phải về chạy về hậu vệ, cứ phải lên cả tiền vệ cũng phải đi. Ở xã biên giới Hải Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh thì không chỉ có các chị em người Sán Chỉ mà các chị em người Dao Thanh Y cũng đam mê môn thể thao được mệnh danh là môn thể thao vua này. Theo lịch định kỳ hàng tuần, chị em đội bóng người Dao Thanh Y và người Sán Chỉ ở xã Hải Sơn hẹn nhau cùng tập luyện. Có những lần mặc dù trời mưa nhưng với niềm đam mê thể thao, ngay khi ngớt mưa, sân còn ướt, các chị em vẫn quyết tâm ra sân, tận dụng khoảng thời gian cả đội đều mong chờ trong tuần để cùng nhau chơi bóng. Tôi tham gia đội bóng, đấy là cái niềm đam mê của tôi. Trước hết là có sức khỏe cho cá nhân tôi và thứ hai là giao lưu với chị em đoàn kết. Trang phục dân tộc Dao của chúng tôi là bộ trang phục không có dán, cho nên chúng tôi đã thay đổi chất liệu vải, có cô giãn hơn và dễ dàng vận động đá bóng hơn. Hàng ngày ở nhà thì đưa đón con đi học và nội trợ cho nhà, rồi đi rừng lấy củi. Có ngày thì làm cỏ nương, trồng cây quế với cây keo. Thỉnh thoảng là mới tham gia đội bóng thôi, chứ còn những cái ngày bận rộn là không tham gia được đội bóng đá. Tham gia với đội bóng đá là tôi thấy rất là vui và được tiếp xúc với bạn bè thì được thư giãn đầu óc thoải mái lắm. Tôi sẽ thu xếp thời gian để tham gia đá bóng nhiều hơn. Là chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hải Sơn kiêm huấn luyện viên đội bóng, chị Nguyễn Thị Thùy Dương dành nhiều công sức, nhiệt huyết để xây dựng phong trào thể thao cho chị em trong xã, nhất là bóng đá. Vốn yêu thích và có kiến thức về bộ môn thể thao này, chị không chỉ truyền cảm hứng, khơi dậy tinh thần đoàn kết cho các chị em, mà còn đóng góp không nhỏ vào thành tích ấn tượng của đội bóng trong các giải thi đấu do tỉnh, huyện, xã tổ chức. Với mong muốn bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống của các chị em dân tộc trên địa bàn và cũng đưa các phong trào mới để chị em tiếp cận và có những cái hoạt động đặc sắc trên địa bàn thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng như là bản thân tôi cũng đã cố gắng để hướng dẫn chị em tham gia môn thể thao đó là bóng đá nữ, và cũng từ đó thì tập hợp chị em lại cùng nhau đưa cái phong trào của địa phương ngày càng phát triển lên. Hiện nay đội bóng nữ của xã thì có hơn 20 thành viên. Trong quá trình vận động chị em đi đá bóng thì cũng có rất nhiều chị em là được sự ủng hộ của gia đình, nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có một số chị em là gặp phải sự phản đối của chồng, thì bằng các hoạt động cũng như là tuyên truyền vận động và cùng với lại các đoàn thể khác cũng nhờ những cái anh em bạn bè tới gia đình của hội viên đó và cùng nói chuyện rồi động viên để chồng của các chị tạo điều kiện cho để các chị cùng tham gia. Và với phương châm đào tạo cái thế hệ trẻ thì hiện nay chúng tôi cũng đang định hướng cho các cháu ở trong cái nhà trường từ cái cấp 2 là lớp 8, lớp 9 thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn và đưa vào đội bóng để cùng tham gia tập luyện. Dàn cầu thủ tham gia đội bóng rất đa dạng, gồm các cô trung niên, các chị và cả các bà mẹ trẻ tuổi đang nuôi con nhỏ. Họ đều không ngại xỏ giày chạy đổ mồ hôi dưới nắng. Vượt qua sự e dè nhút nhát thường thấy của phụ nữ vùng cao biên giới, chị em chạy nhảy hết sức mình để theo chạy bóng tròn cho thỏa niềm đam mê chung. Chị Lỷ Thị Liên, thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, người Dao Thanh Y, nhiệt tình hăng hái tham gia đội bóng ngay từ những ngày đầu thành lập. Mỗi khi chơi bóng, chị cảm thấy có thêm niềm vui sau những giờ lao động vất vả, cũng như có không gian rèn luyện sức khỏe, tăng tình đoàn kết. Hơn nữa, chị còn có thể góp phần giới thiệu những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình đến với nhiều người. Môn bóng đá này cũng hơi nam tính, nhưng mà mình lại rất thích cái môn này.
Mình vẫn tự hào khi mình diện những đồ trang phục của mình đi đá bóng. Xung quanh nhà này có những cái ruộng ấy, tôi cầm quả bóng ra tôi cùng mấy đứa cháu nhỏ ra đi nô cùng nhau, xong rồi cứ tập như vậy thôi. Còn lúc nào mà mấy chị em ở trong thôn rảnh thì mấy chị em đi lên nhà văn hóa xong rồi tập luyện. Tôi rất hâm mộ Việt Nam mình đá bóng. Cứ có Việt Nam đá là tôi là vào cổ vũ, bởi vì giúp tôi học hỏi được nhiều kỹ năng đá bóng hơn. Mới đầu tôi không thích con dâu tham gia đá bóng, nhưng sau vài lần ra sân xem con thi đấu, tôi thấy môn thể thao này rất vui, giúp khỏe người. Tôi còn nhận trông cháu cho con dâu yên tâm đi đá bóng nữa. Chị em thi đấu với tinh thần vui là chính, nên các trận đấu không khi nào có thẻ vàng thẻ đỏ. Đôi khi vì quá hăng hái, cũng không thể tránh khỏi có lúc xảy ra va chạm với cầu thủ của đội bạn, nhưng không vì thế mà chị em ái ngại hay vơi đi tình yêu với môn thể thao hấp dẫn nhất hành tinh này. Mỗi lần ra sân tôi cũng gặp phải những trở ngại như là chẹo chân này, xước gối này, nhưng mà tôi không vì sợ đau mà tôi bỏ cuộc, vì tôi rất là đam mê bóng đá. Mỗi lần tôi đá bóng trên sân với chị em tôi cảm thấy rất vui. Tôi cũng muốn tham gia giao lưu với chị em ở các xã phường khác để mình học hỏi những cái mình chưa biết. Việc phụ nữ người Sán Chỉ, người Giao Thanh Y mặc những bộ váy áo truyền thống tham gia bộ môn thể thao hiện đại này không chỉ tạo nên hình ảnh đẹp, có sức lan tỏa, khích lệ tinh thần luyện tập thể thao cho người dân trong vùng, mà còn góp phần quảng bá những nét văn hóa độc đáo của địa phương. Từ đó bà con có thêm cơ hội quý giá về phát triển du lịch để cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống. Địa phương đấy hàng năm đều tổ chức ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc Thái Hải Sơn vào trung tuần tháng 11, gắn với cái ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Chúng tôi đều tổ chức giao lưu bóng đá nữ giữa xã Hải Sơn và Bắc Sơn, hoặc là chúng tôi sẽ mời đội bóng đá nữ của Đại Dực, huyện Tiên Yên để tham gia, để giao lưu. Hàng năm cũng thu hút được rất nhiều khách thập phương đến xem cổ vũ và động viên đối với đội bóng đá nữ này. Có môn bóng đá nữ trên địa bàn, đặc biệt ở các địa phương như Bình Liêu, Tiên Yên, Móng Cái, thì đây đã và đang đã trở thành cái món ăn tinh thần của đồng bào dân tộc và cũng là cái sản phẩm du lịch thu hút các du khách trong nước và quốc tế đến và biết đến vùng đất Quảng Ninh nhiều hơn. Từ việc là quan tâm về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị dụng cụ cũng như là tạo điều kiện và cái khu trung tâm văn hóa thể thao ở các địa phương cũng như các xã thôn bản để làm sao được tạo sân chơi cho mọi người dân trong tất cả các môn thể thao, trong đó môn đá nữ. Qua những phong trào thể thao này góp phần tìm tòi ra những vận động viên tiêu biểu để đóng góp vào cho đội tuyển của tỉnh Quảng Ninh cũng như đội tuyển quốc gia trong thời gian tới. Chúng tôi tới này sẽ đưa vào cái chương trình kế hoạch là hàng năm tổ chức giải quy mô cấp tỉnh và cấp khu vực để làm sao thu hút cái sân chơi cho đồng bào dân tộc và tham gia, cũng như qua đó là khích lệ phong trào cũng như là phát triển phong trào. Sau giờ thi đấu, các chị em người Sán Chỉ, người Giao Thanh Y nơi vùng cao biên giới tỉnh Quảng Ninh trở lại với vai trò là người vợ, người mẹ, là các cô thôn nữ vùng cao cùng những lo toan bộn bề của cuộc sống. Nhưng chắc chắn là ngọn lửa đam mê trái bóng tròn vẫn luôn cháy sáng. Tinh thần thể thao khỏe khoắn, năng động và hiện đại là động lực giúp phái nữ nơi đây luôn mạnh mẽ vươn lên, góp sức vào xây dựng bản làng quê hương ngày thêm giàu đẹp.